23 Chúng hồi cất đắc chi hiện tiền tăng trị cộng tác dư dụng giới Giới ni chúng dùng tiền do ni tăng hiện tiền xin được để chi dùng vào việc khác 23.1 Giới tướng Văn giới <laughs> Âm Giá tội Đại thừa đồng chế Nhược tỳ kheo ni Đàn việc sở thí Phật Dĩ tử cầu vị tăng hội tác dư dụng giả ni tắc kỳ ba vật đề nghĩa thuộc về giá tội đại thừa đồng chế nếu tỳ kheo ni tự đi khất cầu đàn việc vì chúng tăng cúng dường làm việc này lại đem dùng vào việc khác thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề 23.2 duyên khởi lúc bấy giờ đức phật ngữ trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước xá vệ khi ấy rất đông tỳ kheo ni cần phải xây cất thêm phòng xá nên du hành khắp nơi cất cầu được tài vật rất nhiều sau khi đem tài vật đó về các tỳ kheo ni suy nghĩ rằng nếu ta đem tài vật này xây cất thêm phòng xá thì thêm công việc rất nhiều trong khi y phục tỳ kheo ni khó được nên sắm năm y vậy chúng ta có thể đem vật ấy dùng đổi y rồi chung nhau chia. Suy nghĩ như thế xong, các tỳ kheo ni đem tài vật vừa khất cầu được đem ra đổi lấy y. Về sau, một số cư sĩ hỏi, biết rõ số tài vật của họ bố thí để xây cất phòng xá trước kia, đã không được dùng để xây phòng xá mà chỉ được dùng đổi y cho các tỳ kheo ni. Các cư sĩ ấy sinh lòng bất mãn chê trách rằng, các tỳ kheo ni này thọ nhận có biết nhàm đủ, ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì đáng gọi là chánh pháp? Tại sao lại đem tài vật của chúng tôi bố thí để xây cất phòng xá mà đổi lấy y để chung nhau chia? Chúng tôi làm sao không biết y phục tỳ kheo ni khó được nên phải sắm năm y sao? Nhưng chúng tôi nghe Đức Thế Tôn dạy Phước Điền tối thắng đệ nhất là xây cất phòng xá bố thí cho tứ phương tăng. Vì thế, chúng tôi mới cúng dường tài vật để xây cất phòng xá. Quý tỳ kheo ni khác nghe, trong đó có những vị thiểu dục tri túc. Quở trách các vị tỳ kheo ni kia rồi, đến bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy tập hợp hai bộ tăng vì các tỳ kheo ni kiết lập giới này. 23.3 Cụ duyên Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Xin được tiền để xây cất phòng xá. 2. Định đem dùng vào việc khác. 3. Không có nhân duyên. 4. Khi dùng rồi thì phạm. 23.4 Phạm tướng nhược tỳ kheo ni ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước đàn việt sở thí vật dị tự cầu vị tăng hội tác dư dụng giả ni tắc kỳ ba vật đề nghĩa là thì chủ bố thí tiền để xây cất phòng xá cho chúng tăng hay là bố thí tiền để sắm y phục thức uống ăn ngoạ cụ thuốc men ruộng vườn cây cối vân vân làm vật dụng cho chúng tăng đó là thuộc về của tăng, không được lấy dùng vào việc khác, hoặc thi chủ bố thí tài vật để làm phòng xá cho chúng tăng, mà lấy tiền đó đem may y phục, hoặc thi chủ bố thí tiền để may y phục, lại đem xây phòng xá cho chúng tăng, hoặc là dùng làm những việc khác, hay mua sắm các thứ, vân vân. Tự cầu vị tăng Nghĩa là tự mình vì tăng mà đi các nơi để khất cầu tài vật, hoặc mượn danh vì đại chúng tỳ kheo ni dùng mà đi khất cầu, hoặc mượn cớ làm phòng xá cho đại chúng mà đi khất cầu. Hồi tác dư dụng nghĩa là đời khi xin được tài vật rồi, không làm phòng xá, hoặc chú ý khất cầu để may y phục mà không sắm y phục, lại dùng tài vật đó dùng vào việc khác đổi chát cùng nhau chia. Khi chia được Phật, tức thì phạm tội xá đọa Vật xả đọa này nên đến trong tăng, theo đúng quy định mà xả, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành, thì phạm tội đột kiết la. 23.5 Tình chế Xả y rồi, nếu tăng không trả lại cho tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thì phạm tội đột kiết la. Khi trả, nếu có người bảo rằng đừng trả người bảo đó phạm tội đột kiết la hoặc là thọ làm năm y hoặc đem làm tịnh thí hoặc dùng làm việc khác hoặc sai cho người hoặc cố ý làm hư thiêu đốt làm y biến dạng hoặc thường xuyên đắp mặt tất cả đều phạm tội đột kiết la 23.6 kiềm chế trường hợp đối với tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 23.7 Khai duyên Những trường hợp không phạm, khi dẫn tài vật có hội ý thí chủ cho mình được tùy nghi sử dụng, hoặc là tùy theo sự phân xử của thi chủ mà dùng, hoặc là trong lúc cho vật, thi chủ có nói tùy ý dùng, hoặc là người thân hậu báo rằng, cứ tự tiện dùng, tôi sẽ nói với thi chủ, những trường hợp như thế đều không phạm. 23.8 Tập giải Nếu tỳ kheo ni vì những duyên sự làm phòng xá cho chúng tăng hoặc làm tượng Phật, tượng Bồ Tát, tháp Phật, in kinh, tháp tăng, vân vân mà đi quyên tải tài vật, cần phải phân biệt cho rõ ràng không được đem tiền quyên tải làm tượng Phật mà làm những việc khác nếu khoản tiền làm tượng phật còn dư lại cũng không được dùng vào việc khác nếu thi chủ phát tâm cúng tiền để mua vàng thép tượng phật thì phải mua vàng thép tượng phật không được dùng vào việc khác nếu thi chủ cúng tiền xây tháp phật thì khoản tiền quyên được đó nên dùng xây tháp phật không được dùng vào việc khác nếu tiền còn dư cũng không được dùng vào việc khác chỉ được dùng trong phạm vi xây tháp Phật mà thôi. Nếu quyên tiền in kinh, thì ngoài việc in kinh không được dùng vào bất cứ việc gì khác. Nếu khoản tiền in kinh còn dư, cũng không được dùng vào việc khác. Nếu dùng sai lầm, dùng vào việc khác, dùng riêng cho cá nhân, dùng lẫn lộn, vân vân đều phạm tội, xả đọa. Nếu thí chủ bố thí tài Phật, cho tăng dùng may y phục, hay bố thí y quý giá tốt đẹp, nhưng không đủ số để chia nhau trong tăng chúng. Trường hợp đó nên đề nghị thí chủ cho phép đem y đó đổi lấy tiền để trong tăng chúng cùng chia nhau. Việc đó trong tỳ nại gia tạp sự quyển 19 thuyết minh. Bây giờ trưởng giả cấp cô độc xây cất chùa xong, đem cúng dường cho chúng tăng. Ngoài ra trưởng giả còn dùng màu vẽ những họa tiết hoa văn bên trong và ngoài chùa để trang nghiêm. Khi ấy, dân chúng trong thành xá vệ nghe tin trưởng giả xây cất chùa, đem cúng cho chúng tăng, lại còn vẽ những bức họa trang nghiêm chùa đã hoàn tất. Ai nấy đều đua nhau đi xem, có đến trăm nghìn người. Bây giờ trong thành có một đại bà La Môn, là người tôn quý, dân chúng đều cung kính sùng thượng. Người bà La Môn đó có một chiếc áo màu diềm thật đẹp và quý của vua bang. Ông ta mặc chiếc áo ấy vào rừng Thệ Đa, lên chùa Thưởng Ngoạn. Ông xem thấy khắp tự viện, nơi nào cũng trang nghiêm thanh tịnh, nên phát tâm hì hữu, đem chiếc áo quý báu đó cúng dường cho tứ vương tăng. Như lời Phật dạy, khi nào có y vật hiện tiền, cho đến y vật rất nhỏ, chừng bằng tim đèn, Trồng chúng cũng phải chia nhau một cách bình đẳng nên các bí sô liền đem chiếc y đó cắt ra nhiều mảnh để chia đều cho tăng chúng khi ấy vị đại bà la môn về nhà đem đến suy nghĩ rằng chiếc áo ấy là mau diêm thượng diệu vậy ta nên đem tiền chuột lại đem về sau khi suy tính như thế sáng ngày hôm sau ông bèn vào chùa khi vừa đến cửa trông thấy quý bí sô nên chắp tay hỏi rằng Quý thánh giả, chiếc áo mau diêm của tôi cúng dường, quý thánh giả dùng làm gì? Quý bi sô đáp, nhân giả, xin nhân giả hoàng hỷ cho, chúng tôi đã cắt chiếc áo ra từng mảnh nhỏ để phân chia đều cho chúng tăng rồi. Trong chúng tỳ kheo có người thú nhận, tôi đem làm mũ. Người khác nói, tôi làm dép. Có người nói rằng, tôi làm dây lưng, có người nói rằng tôi làm khăn lau bát. Đại Bà La Môn nói, Quý thánh giả, chiếc y ấy là thứ màu diềm thượng diệu. Tại sao lại cắt xé ra như thế? Sao không đem bán sẽ được một số tiền lớn rồi chia ra cho chúng tăng? Các bí sô đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, Đại Bà La Môn kia nói như thế rất đúng lý. Thế cho nên từ đây về sau, các thầy nếu khi nào được y mau diêm quý giá thượng diệu như thế thì nên phát mại để lấy tiền rồi cùng chia nhau. Do đó, người làm chức sự trong chúng khi phân chia tài vật cho chúng tăng phải nên đúng như pháp, như luật, phân chia một cách bình đẳng. Nếu có tinh thần thiên lệch sai khác, phân chia còn dư lại để bản thân tự dùng thì phải thọ ác báo. Như trong kinh Tạp A Hàm quyển 19 thuyết minh. Tôn giả Mục Kiền Liên bạch Phật rằng, khi còn đi trên đường, trông thấy một chúng sinh thân hình to lớn, dùng tấm sắt nóng, lửa đang chay hực hở, mà quấn thân mình, tất cả y phục, mền nệm, dương, hoa cụ đều bằng sắt nóng đỏ, lửa trên thân cháy hực hở, thiêu đốt. Chúng sinh đó phải ăn hoàng sắt nóng, nương theo hư không mà đi kêu la than khóc một cách thảm thiết. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, chúng sinh đó, thời quá khứ, ở trong nước xá vệ này, đã xuất gia làm tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp. Tỳ kheo đó vì chúng tăng mà khất cầu y thực tài vật. Những đồ cúng dường, dư, tùy tiện thọ dụng. Do nhân duyên đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, thọ khổ vô lượng. Hôm nay, bị báo thân này tiếp tục thọ khổ. Đó là tội trong địa ngục còn dư lại. Này quý tỳ kheo, như việc của ông Mục Liên trông thấy là sự thật, không phải hư dối. Vậy, quý thầy phải thọ trì.